Tan, hôm nay mình sẽ học cái 931 các bạn ha. Một cái lý thuyết rất là đơn giản nhưng mà lại là một cái sự trở ngại của những các bạn nào mà mới bước vào nghề, mới đi học, không biết cách 931. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ chia ra hai trường hợp cho các bạn dễ nắm phần 931 này. Đó là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tông trưởng trước ha. Tông trưởng trước rồi tông thứ mình sẽ hướng dẫn sau. Tông trưởng thường thì các bạn có cái thói quen là đó là đệm trên đô trưởng. Đô trưởng. Rồi. Rồi các bạn bây giờ bạn đã quen điểm hát đô trưởng rồi. Bây giờ một cái bài hát đó người ta kha cái tông cái bài hát đó là mình xác định cuối cùng là bài hát đó là tông rê trưởng. Rê trưởng thì bây giờ nè. Cái cách chỉnh tranh bốc á là bạn chỉnh cái số tranh bốc, bạn chỉnh là cái số mà cái từ cái vị trí của cái chủ âm bạn điếm tới cái vị trí mà người ta hát cái tông đó bạn điếm là bao nhiêu lần cái số nửa cung thì bạn sẽ chỉnh tranh bốc lên là cái số tương ứng. Nói năm nay là như thế này, ví dụ bây giờ bạn đàn đô trưởng đúng không, nhưng mà cái bài hát đó người ta ca tông rê trưởng thì từ đô qua rê nè, bạn điếm sẽ bao nhiêu cái nửa cung, ví dụ nè đô thăng rê là có chắc chắn là bạn sẽ chỉnh tranh bốc lên là cộng 2 để đờn cho người ta, đó là ra nó sẽ phát ra âm thanh là tông rê trưởng. Nhưng mà thực chất bạn đàn trên đô trưởng, bạn chỉnh cộng 2 lên rê trưởng đó. Đó là bạn đàn trong rê trưởng, không cần trực tiếp chúng ta phải đàn rê trưởng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho những bạn mới vào đệm hát. Rồi ở trường hợp thứ khác, ví dụ như nếu chúng ta đàn trên đô trưởng mà người ta hát tông son trưởng thì chỉnh tranh bốc như thế nào? Son trưởng thì cũng vậy thôi, từ ngay vị trí đô trưởng ở nút đô chúng ta sẽ điếm bao nhiêu cái nửa cung đến cái nút son. Chẳng hạn như đây thì phải là điếm nha, đô thăng là 1 nè, rê là 2 nè, rê thăng 3, mi là 4 nè, fa là 5 nè, fa thăng là 6, son la 7. Có nghĩa là với tông son trưởng thì các bạn sẽ cộng lên là 7 va. Nếu giờ bạn không thích cộng lên 7, bạn có thể điếm dê gì là bao nhiêu đây? Ví dụ nè, bao nhiêu cái nửa cung để đến nút son dưới, con này mình lên son, ví dụ dạng hàng vậy. Ở đây đô nè, si là 1 cái nửa cung nè, si dán là 2 cái nửa là 2 nè, la là 3 nè, la dán là 4 nè, son là 5 nè. Có nghĩa nếu bây giờ nếu mà chỉnh tranh bốc, nếu mà cộng lên là cộng 7 nhưng mà trừ về là chúng ta sẽ trừ 5. Các bạn hiểu không? Đó. Làm sao mà cho cái số cộng lên và cái số trừ về tổng số của hai số này là ra con số 12 thì các bạn đó là đúng. Nếu như mà các bạn không lệch, không phải đúng 2 cộng lên trừ về mà không phải đúng mà con số 12 thì đó là hai tông khác nhau chứ không, nó không trùng một tông. Ví dụ trường hợp nè, mình nói cái khác cho bạn, đơn giản cho bạn hiểu. Ví dụ như đô, nếu mà bạn đàn đô người ta hát tông pha, bạn chỉnh tranh bốc, nếu bạn điểm cộng lên nè 1 2 3 4 5, có nghĩa là bạn cộng lên 5. Nếu bạn không tính cộng 5, bạn không cần phải điểm về, bạn cứ lấy số 12 bạn trừ đi 5 đó là buộc, hoặc bạn trừ 7 chắc chắn luôn, tại vì 5 cộng với 7 là chắc chắn sẽ ra 12. Và mình lấy con số 12 mình trừ đi số 5 này là chúng ta sẽ có số tương ứng là bạn trừ về 7 là cũng sẽ ra tông pha nữa. Ví dụ nè, nãy nếu mình cộng 5 lên cộng 5 là lên pha đúng không? Bây giờ trừ về mà không biết trừ con mấy nè. Bây giờ trừ về thì giờ mình điểm phải trừ 7 không nha, điểm nha. Đây là 1 2 3 4 5 6 7. Đó chắc chắn là pha ở đây. Có nghĩa là trường hợp cộng lên thì cộng 5 cũng được, hoặc thôi chỉnh tranh bốc trừ về là trừ 7. Hai con số đó miễn sao làm cho ra tổng số là 12 thì đó là đúng cái vị trí từ cái vị trí bạn đánh đô. Vậy đó ha. Về trường hợp khác, ví dụ như giờ các bạn đánh đợn đô trưởng mà cái bài đó người ta báo là cái bài này mình ca là la trưởng. Quá đơn giản thôi. Bây giờ la trưởng. Giờ bạn điếm lên đô nè, mình điếm lên la nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chỉnh. Có nghĩa là bằng chỉnh tranh bốc lên sẽ là cộng 9. Còn nếu trừ về thì chắc chắn 1, 2, 3 là chắc lấy cũng thôi, lấy 12 trừ 9 cũng là con số 3 đó. Bằng trừ về là bằng là trừ 3, chỉnh tranh bốc trừ 3. Thì tại sao chúng ta không thường chúng ta không cộng chỉnh tranh bốc lên một số cao như vậy? Bởi vì số càng cao thì cái độ cao của âm thanh nó càng bị lệch. Ok. Và bây giờ nên trong trường hợp này đô trưởng, nếu mà người ta hát đa la trưởng, các bạn nên chỉnh về là trừ 3, không nên chỉnh lên cộng 9. Bởi vì sao? Số 9 cao quá, cao độ nó sẽ bị lệch. Cho nên chỉnh con số nào mà nhỏ nhất thì bạn nên chỉnh về trừ 3. Ở trường hợp ví dụ hồi nãy son á đô và son á thì mặc chỉnh lên cộng 7 hoặc trừ 5 thì mình khuyên các bạn nên chuyển về trừ 5 chứ đừng lên cộng 7. Số 7 nó lớn hơn số 5. Số nào nhỏ nhất thì chúng ta sẽ lấy gần con số đó là tốt nhất, đặng mình có cái phương hướng là cộng lên hoặc trừ về cho nó phù hợp. Đó, các bạn hiểu vấn đề này ha. Đây.
cái này trường hợp nè, trường hợp này bạn bạn đàn là đô trưởng nha. Ví dụ mình lấy một cái trường hợp thứ hai đi, trường hợp á là các bạn có những bạn không quen đàn đô trưởng đâu, nhưng bạn lại quen đàn rê trưởng. Dạ, thí dụ bạn làm đàn rê trưởng nha, rồi rê trưởng nè, mà người ta ca tông tông la trưởng, rê trưởng, la trưởng, thì vị trí rê bạn đếm số nữ cung qua bên la là bao nhiêu nè, rê nè, 1 2 3 4 5 6 7, á có 1 là bạn cộng lên 7, 2 là gì, trừ 5, chuyển về đếm cái phần 1 2 3 4 5, đó đúng chưa, đó thì đó, thì chuyển về trừ 5 đi, 5 la trưởng đó. Rồi bây giờ nếu mà đàn rê mà người ta ca tông là si trưởng thì sao, si trưởng không lẽ giờ đếm lên đi xa quá, đếm về gần đi, nó gần hơn thì chắc chắn là 1 2 3 3 là sẽ ra si trưởng, nếu mà bạn đàn tông rê trưởng nha. Rồi và bây giờ thí dụ người ta ca cái tông si gián trưởng mà mình đang đợi rê trưởng phải không, si gián trưởng thì điểm là 1 2 3 4, trừ về 4 hoặc cộng lên mấy, cộng lên 8, là hai số ra 12, mà cộng lên 8 mình điểm kiểm nghiệm là phải không, 1 2 3 4 5 6 7 8, đó quá đơn giản ha. Rồi vậy là chúng ta có cái cách chỉnh thành bóc bên cái phần mà tông trưởng, nếu các bạn chơi mà thông thường thì mình thấy các bạn chơi đô trưởng không đó, nói phần chỉnh bóc thì quá đơn giản rồi ha. Rồi xong, bây giờ cái trường hợp này là trường hợp chỉnh tông trưởng nha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn tông thứ. Tông thứ thì thường đa số các bạn chơi lông la thứ phải không? Rồi la thứ nè ha. Rồi la thứ, trường hợp cái bài đó là cái bài bạn đệm chắc chắn là tông la thứ thì chỉnh báo bằng nhiêu? Không, khỏi chỉnh đó, tại vì mình đang la luôn mà. Rồi bây giờ nếu trường hợp người ta hát tông rê thứ mà mình đàn từ tông la thứ không thì chỉnh đánh bóc làm sao? Để chỉnh đánh bóc thì mình điếm thôi, từ vị trí la thôi, cũng vậy thôi, la điếm qua sao tới rê nè, điếm những cái số nửa cung nha, các bạn đừng điếm bỏ cái nửa cung là chết, đó là sai nha. Ví dụ la nè, điếm lên nè, 1 la thang là si là 2 nè, đô là 3 nè, đô thang là 4 nè, rê 5 nè, đó có nghĩa từ la mình điếm qua rê là chúng ta cộng lên 5 hoặc sao, trừ thì sao, trừ 7, khỏi tính ha. Rồi vậy đó, chắc chắn mình sẽ lấy cộng lên 5 cho nó gần. Ok rồi, bây giờ nếu mình đàn từ tông la mà người ta ca tông son thứ, ok la son kế bên rồi, chúng ta sẽ trừ về, son nó gần mà, trừ về là trừ nhiêu, không phải trừ 1 luôn nha, trừ 1 là son thăng á, trừ 2, ok, xếp điểm nửa cung là đó, 2 cái, đó có nghĩa là nếu là hát son thứ mà các bạn đàn tông la thứ thì các bạn chỉnh tranh bóc về trừ 2. Còn trường hợp nếu mà trừ 2 nếu mà cộng 10 cũng được đó, cộng 10 thì lát nó tiếng nó bị méo rồi. Ai không ai làm vậy đâu, mình cái tham thấy cái nào gần nhất thì bạn làm thôi. Rồi bây giờ trường hợp bạn lần la thứ, người ta hát thông pha thứ thì mình chỉnh đánh bóc như thế nào? La nè, về trên bóc là pha, nếu mà pha đúng không, pha thì rồi pha nó gần đây, điểm về 1 2 3 4 là chúng ta sẽ trừ về 4 hoặc cộng lên thì nhiêu, cộng lên 8, điểm lên phải không, 1 2 3 4 5 6 7 8, thấy chưa đó. À, trường hợp nếu mà giờ chúng ta đừng la thứ, người ta hát tông mi thứ thì sao? Mà quá đơn giản, mi la điếm lên mi đi, 1 2 3 4 5 6 7, thì mình chúng ta sẽ cộng lên 7 hoặc gì trừ 5, 1 2 3 4 5, đó thì vậy thôi, quá đơn giản ha. Ví dụ người ta hát, nếu mình đừng la thứ, người ta hát tông là đô thăng thứ thì sao? La thứ đô thăng thứ điếm lên 1 2 3 4, có nghĩa là chỉnh tranh bóc chúng ta sẽ là cộng lên 4, và nếu trừ trừ 8, mà chúng ta nên chắc chắn là chọn số nhỏ rồi, ok nhớ là gần thôi. Rồi vậy là cái tông thứ, vậy là xong tông thứ. Mà tông thứ vậy chúng ta chia ra trường hợp, ví dụ hồi nãy giờ bạn đặng tông la thứ làm chủ không, bây giờ bạn thí dụ có trường hợp bạn đó không có đặng tông la thứ mà bạn đặng tông rê thứ làm chủ sao? Thường thường có một số bạn cũng hay, rất nhiều người luôn mình để ý là cũng hay đặng tông rê thứ bạn quen, tại các bạn quen rồi ở tông rê thứ. Nếu còn trường hợp tông rê thứ thì sao, mà người ta hát cái bài đó, người ta hát tông pha thứ thì tự rê nè, mình điếm lên là nhiêu, cộng 3, 1 2 3, đó điếm bao nhiêu cái nửa cung thì chúng ta cộng lên thôi. Rồi nếu mà chúng ta đàn rê thứ mà người ta hát tông son thứ thì điếm làm sao, 1 2 3 4 5, tên thứ son là 5, rồi chúng ta sẽ trình tranh bóc lên là cộng 5. Nếu trường hợp không muốn cộng 5 thì các bạn chỉnh về cũng được, 1 2 3 4 5 6 7, là các bạn trừ 7 là các bạn đàn tông son thứ đó, ok thì rất đơn giản thôi. Rồi bây giờ nếu mà các bạn tông rê thứ đúng không, người ta hát tông đô thứ thì sao, kế bên trừ 2 về này đầy trừ 2 về đó, cộng thôi, cộng lên thì cộng tới 10 được, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nên trừ 2 đó, cái số nhỏ mà. Rồi vậy đó, đó đó là cái những cái trường hợp rất đơn giản, chỉnh tranh bóc rất đơn giản các bạn. Vì lần giờ bây giờ mình đã tháo gỡ những thắc mắc của những các bạn chưa biết chỉnh tranh bóc đúng không, không biết là cộng bao nhiêu phải không. Cái số các bạn chỉnh tranh bóc là cái số nửa cung từ vị trí cái nốt chủ, cái nốt mà bạn chọn làm cái tông đó,
điếm tới cái xô, cái nốt mà là cái tông của người ta đó, thì bạn điếm tới cái vị trí đó là bao nhiêu cái nửa cung, thì bạn chỉnh tranh bốc tới cái vị trí đó bao nhiêu cái nửa cung. Nếu các bạn điếm lên thì bạn cộng, nếu bạn điếm về thì các bạn trừ. Rất là đơn giản. Rồi gom góp, tổng hợp lại, chúng ta sẽ kết luận như thế này. Chỉnh tranh bốc là cách từ một cái hợp âm mà bạn, từ cái tông mà bạn đánh quen, từ một cái tông cố định bạn đánh quen rồi, người ta báo cái tông khác, bạn sẽ đếm số nửa cung từ cái vị trí của cái tông, cái tông bạn đánh quen thuộc đó, bạn đếm từ cái vị trí đó đến cái tông mà người ta hát, đếm bao nhiêu cái nửa cung thì bạn chỉnh. Nếu trường hợp bạn đếm lên bằng cộng, bạn đếm về thì bằng trừ, thế thôi. Chỉnh tranh bốc rất là đơn giản, rồi các bạn đều thông qua cái phần chỉnh tranh bốc nha. Rồi nếu các bạn có thắc mắc thì cứ comment về, này vấn đề quá đơn giản rồi. Thậm chí là cái clip này mình thấy cũng thấy rất là thừa, nhưng mà rất là nhiều bạn lại còn thắc mắc. Ok, vậy là hôm nay là mình tháo gỡ những cái khúc mắc của các bạn ra ha. Nhớ là các bạn chỉnh tranh bốc là cái số đó không phải là cái số bạc nha các bạn, mà cái đó là cái số lượng những cái nửa cung. Số lượng những cái nửa cung. Các bạn có sự nhầm lẫn, đó là một số bạn có sự nhầm lẫn như thế này. Ví dụ như chúng ta đần la đúng không, mà người ta hát rê, các bạn cứ nghĩ đó là bạn đếm những cái nốt trắng lên 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 là cộng 4. Không phải các bạn. Các bạn đếm cả nốt đen nữa nó mới ra đúng. Phải nếm nút đen nữa mới đúng. Như la lên mi bạn nghĩ là cộng 5 chứ không phải cộng 5, nó là cộng 7, mình tại mình nếm những cái nửa cung cái nút đen nữa. Các bạn bị thắc mắc là bị khúc mắc là cái chỗ đó đó. Tại sao ủa sao này lại theo lẽ là cộng 5 chứ sao lại là cộng 7? Tại vì cộng 7 là cộng luôn cái những cái nửa cung. Những chúng ta tính là tinh, cái số đó là trên những cái nửa cung cộng lại chứ không phải là từ vị trí này bao nhiêu nốt qua đây, không phải. Còn những nút đen nữa các bạn, đó là những cái khúc mắc mà các bạn mắc phải. Rồi bây giờ mình đã dịch giúp các bạn tháo gỡ rồi ha. Rồi. Vậy là xong. Chúc các bạn có cái cách chỉnh tranh bốc và cho nó phù hợp với cái tâm người ta. Chỉnh tranh bốc nên chọn những cái số nào mà nhỏ nhất các bạn ha. Bạn chỉnh lên chỉnh xuống không biết như thế nào, miễn sao cái số nó càng nhỏ càng tốt, nhỏ nhất. Cộng lên nó lớn hơn dê về thì các bạn nên chọn dê về. Mà nếu mà dê về nó lớn hơn cộng lên thì các bạn nên chọn cộng lên. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái bài học về chỉnh tranh bốc. Chúc các bạn thành công. Với trường khách đủ xưa các bạn có thể tự ở nhà học, không cần đến lớp và tìm thầy làm gì. Ok, nhớ đăng ký để xem toàn bộ những clip hướng dẫn tiếp theo của Trần Khánh Rủ Sơ các bạn nha. Bấm like cho lên tinh thần. Rồi, chào các lớp, chúc sức khỏe tất cả. Bye bye các bạn.